thiệt hết. Anh ở đâu đó, em chạy tới đi bắt cá đây nè, đang cua đà nè, em chạy tới đi, đang chờ em ngay từ chỗ Hà Thanh. Cá bây giờ mấy mùa này cá nhiều lắm, quá trời là cá luôn, đi chài về mỏi cả lưng luôn. Muốn học phim quay hả? Ok. Đây chị phim quay cho mấy em coi. Hello Margaret. Someone asked me to do pink and white today, so I'm gonna show you how to do pink and white first, okay? For pink and white, I like to use number 10 brush. Number 10 is the best brush to do pink and white. For that, ở ngay Orlando đó Thanh. Từ bên em chạy xuống đây chắc mấy tiếng. Nó có nhiều cá lắm, nhưng mà chỉ có cá rô là nó to mà nãy thôi. Chứ còn mấy cá khác đầy hết, thiếu gì, cá gì cũng có hết. Có cá sấu nữa, anh chạy cán con cá sấu luôn á, dễ sợ không? Ngày hôm qua chạy văng con cá sấu, nó đụng vô cái tàu của mình luôn á. Giật mình. Tuần tới mới qua hả? Ok, tuần tới qua thì hú nè. Bây giờ hướng dẫn cho mấy bạn làm trắng hồng đúng không mấy bạn? Em muốn học trắng hồng này, thì cái cọ mình phải dùng là cái cọ số 10. The brush that you're gonna be using is brush number 10. If you all wanted to do pink and white freehand, so I'm gonna do pink and white freehand for you guys. Làm nhanh với kiếm tiền thì đó, thì nhiều lắm, thì anh tại vì nó có nhiều kiểu lắm. Hello Linh Kế, anh ở Florida em. Nó có nhiều kiểu lắm, tại vì một ngày học kiểu khác nhau. Như là mà ngày nào anh cũng làm hết mà. Cái kiểu này lẹ nè. Cái cục trắng này, chấm miếng giấy nè, hạ cục đầu đây nè. Thấy chưa? Để nhẹ nè, chút xíu thôi. Mình không cần phải là làm nhiều, các bạn hiểu không? Đó, mình làm nhẹ như vậy thôi. Đó, rồi mấy bạn đập xuống này. Okay. Đây là cái này mà làm lẹ này, dễ kiếm tiền này. Tại vì mình không có cần phải làm thật là công. À, mấy bạn thấy chưa? Rồi sau đó mình đắp bột hồng lên thôi. Cái bột trắng này cắt hồng mà, không lẽ giờ anh đi dạy cắt hồng mà? Cắt hồng thì đâu cắt được, trực tiếp sao cắt Thanh? Em đắp bột hồng lên để em lấy đồ cắt cắt thôi chứ có gì đâu. Thấy không các bạn? Thấy không, dễ dàng. Rồi sau đó mình đắp bột hồng lên thôi. Hello Jesse Phạm. Móng dịp sau mong có dịp em sẽ gặp anh một lần. Oh yeah, em ở đâu vậy Linh Kê? Hello Thinh Vũ. Coi cái máy lạnh nó có chạy không? Mới cho nó ăn rồi đó không? Bấm bềm lắm gì mà. À, nóng quá vậy. Hello LC em. Nè, mấy bạn coi lại nha. Dễ dàng lắm, không có khó. Mình đừng có làm công quá thôi, mấy bạn đừng có làm công quá, mấy bạn lên nhẹ thôi. Nè, lấy cục bột nè, thấy không? Mình để nó lên là mình giữ nó lại, mình để nó giữ nè. Bây giờ các bạn thấy không? Này, cục bột nhẹ đẩy lên này. Mình chỉ có đẩy nhẹ bên đây lên thôi này, thấy không? Tới đây. Mấy bạn đâu cần phải là làm đẩy là thật cao đâu, thấy chưa? Các bạn đi nè. Đó. Thấy chưa, giữ lại nè. Ôm nó vô nè, thấy chưa? Thấy không? Mình đâu cần phải gọi là làm, tại vì thường thường người Mỹ trắng đó, cái móng tay người ta chút xíu à. Mình miễn nó sao mình làm cho nó nhỏ gọn lại thôi này. Nó càng ngắn, nó càng đơn giản, nó càng dễ thì lại kiếm tiền mà lại khỏe cho mình nữa. Thấy chưa? Hello Phương em. Hello Vicky Phạm, khỏe không con? Nè, vô nè.
Thấy không? Các bạn thấy chưa? Đập đập nhẹ này, đập này. Đập này thấy không? Đó, nhẹ nhàng này. Mình vuốt nó xuống. Đẩy cái này ra đầu. Thấy chưa? Rất là đơn giản. Nè, good morning Phương em. Nè mấy bạn thấy chưa? Đó, thật là công dễ dàng. Thấy chưa mấy bạn thấy không? Đó, nó rất là dễ. Hello, hello chào các bạn mới vào. Đó, mấy bạn thấy không? Cái đó là cái fan chứ. Nhưng mà thường thường mà làm màu thì nó dễ làm hơn. Nhẹ nhàng lắm em, anh coi coi lại làm lại nè. À mấy bạn coi này, lấy nước nè. Hello Huỳnh Thị Tuyết Loan. Nè, lấy nước nè thấy không? Lấy cục bột nè. Thấy không, nhẹ nhàng này thấy không? Thả cục bột ở ngay đầu nè. Thấy không? Để cục bột nhẹ này. Ngay đây này, để xuống một cái này. Đẩy nó lên nè, thấy chưa? Thấy không, nhẹ lắm. Đẩy nó lên nè. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó, nhẹ nè. Ôm vô nè. Đẩy vô nè. Clean cọ nè. Ngay giữa này, kéo này. Thấy không mấy bạn thấy không? Cái chỗ nào mà nó bị chưa tròn, nó hơi chắc á, mình đẩy nó lại này. Thấy cái tay đẩy không? Đó, đẩy nè. Thấy không? Mình kéo thì kéo, nhưng mà cái nhiều cái nó kéo không đi thì mình đẩy nó thì nó sẽ đi thôi. Thấy không? Các bạn thấy không? Đập đều nè. Đó, thấy chưa? Đây là những người mà móng ngắn. Bây giờ thí dụ bây giờ mà khách muốn làm cong đi. Là bây giờ coi anh làm cong nè. Anh em chú ý nha. Cong nè. Thì mình để cái bột ngay đây nè. Cái thấm giấy này để cái bột nè. Mình làm cong thì mình sẽ đẩy cong nè các bạn coi này. Nếu mà làm cong. Ok. Thấy không? Kéo xuống này, thấy không? Kéo đường cong này, đẩy vô này. Ở bên này đi ra này. Ở trong đây như vậy này, đẩy ra, đẩy đi ra này. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đó, này đường cong này. Đây là những đường cong này. Đâm ra mình làm cái này là mình được cái free hand, mình được cái freedom. Hello Keijo, how are you friend? You have freedom to do the length anything you want. Các bạn thấy sao cũng được hết. Mấy bạn muốn làm cong cũng được, làm nhẹ cũng được, làm chút được. Thấy không? Cái cong này thì nó hơi khó. Bột đắp dẻo lắm em. Hello Quốc Phạm. Ôm rê màu trắng và American, mình làm được mấy màu để phối mà anh của anh, em tin nhiều người muốn hỏi lắm. Dành cho những khuôn mỹ trang em thích ombre tự nhiên 10 người hết chín rồi. Thịnh Vũ, ombre màu trắng và American, mình làm được mấy màu? Làm được mấy màu là sao em? Em muốn làm bao nhiêu màu chả được. Em muốn làm mấy chục màu cũng được, tùy theo cái màu nude thôi chứ đâu cần phải là. À, cái đây là màu American này, màu American và màu trắng này. Em muốn làm ombre trắng hồng thì em làm nhiều lắm, đủ màu hết á. Màu trắng em cũng làm được, màu hồng em cũng làm được, em làm màu nào cũng được hết á. Nè, bây giờ lấy màu cho mấy bạn coi nha. Ô em 15D đi. Nè, màu này là màu ô em 15B này, màu làm Hello Kim này. Nè, bây giờ anh lấy cái màu American nha. Nè, coi nè, anh lấy màu một cái em American anh làm trước này.
đây là một cái cách làm ombre cho những bạn nào mà cảm thấy như là cái ombre nó bị cái problem. Ha, mấy coi này, lấy cục bột American này, ok, thả cái bột ở trên cao này, ok, đẩy sát lên luôn này, nhưng mà trên đây thật là mỏng, thấy chưa? Thì là mỏng thôi. Cho mấy bạn nên nhớ là như thế này. Những bạn nào mà có vấn đề về vấn đề mà có vấn đề về vấn đề làm ombre đó, các bạn hay bị cái problem nó ra không đều và không đẹp á, thì các bạn làm theo cái cách này, các bạn sẽ dễ làm lắm. Ok, mấy bạn nhìn kỹ nha. Bên Texas Friday Open Back, đúng là Phào, anh có nghe nói. Cẩn thận nha. Em có nên đi làm không hay là em ở nhà? Anh nghĩ đi làm là mình phải cẩn thận dữ lắm ha. Mà không sao, trước sau là cái sự sật, trước sau là mình cũng phải, mình ấy rồi, mình cũng không lo đâu. Nè, bây giờ này mấy bạn thấy là cái màu này là màu hồng này, ok. Nè, pink. Để ngay đây nè, nhẹ này, kéo này. Ok, OM15B này, thấy chưa? Màu trắng này là mấy em thích phải không? Đúng rồi đó Vicky, em thích màu trắng phải không? Nè, màu này là đúng rồi, màu này là cái màu 24 đó. Này mấy bạn coi này, kéo xuống này, thấy chưa? Nè mấy bạn và chị thấy cái ombre không? Em gì em thấy cái ombre không? Hello Jerry, anh khiến không, em mua cọ đắp của anh vừa xài luôn, không có bóp là. Đúng rồi em, anh đâu có bóp đâu này, em thấy cái cọ số 10 không? Này em thấy không, cái cọ này, anh không có bóp, anh để yên vậy đó. Hello Loan Nhung, em 12 giờ ha. Em hiểu ông Trịnh Thịnh Vũ, thấy chưa? Bây giờ anh lấy, anh bây giờ anh làm, bây giờ anh làm, bây giờ anh làm mà me, anh làm cái màu phẹ, màu super white này. Ok em coi super white nha. Tại vì hồi xưa đó là nếu mà mình làm á 3/4 rồi mình ombre lên. Nhưng mà có một cái là như thế này. Có nhiều em á làm bị vấn đề là làm ombre nó không có đẹp. Anh David không thích bóp đâu. Anh không thích bóp đâu, anh bóp sợ bị méo á. Anh lỡ bóp mà nó méo rồi anh biết cách nào anh đền cho em nữa. Khổ quá, anh không có để anh đền. Chết. Hello Lana em. Nè bây giờ mấy bạn coi lại nè. Màu trắng super white nha. Nè lấy này thả ra đây nè. Ok. Mấy bạn làm như kiểu này đó thì nó blend vô á dễ hơn. Các bạn biết không? Nó blend dễ hơn là mình làm hết 3/4 móng. Tại vì 3/4 móng có nhiều bạn vẫn làm mà vẫn bị thấy cái đường line. Thì đâm ra David nghĩ là David chỉ cho các bạn làm cách này sẽ không thấy cái đường line. Ombre hay bị đường line. Đó. Morgan, bây giờ em làm theo kiểu của anh thì em sẽ hết bị đường line. Em hiểu chưa? Thấy không? Nè. Yeah, I need a drink. Em lại đây uống với anh. Anh mới uống xong. Mình đắp một vậy, mình phá sao vậy chú? Mình phá xuống bình thường thôi. Nè. Bây giờ để cho. Bây giờ mấy bạn nhìn kỹ này nha. Đây khoan, xin lỗi. Mấy bạn nhìn cái chỗ này nó rất là mỏng. Nó rất là mỏng này. Không có cái gì đây nhưng mà nó có đủ màu trắng ở đây, rất là mỏng. Nó bắt đầu từ ở đây. Nhưng mà đây là cái màu trắng này nó làm mỏng cái này thôi. Để cho khi mình bỏ cái bột pink lên đây đó, nó sẽ không có bị cái đường line. Số 10 em. Ngày hôm bữa em thấy sư phụ chỉ vẽ chỉ là sao, sư phụ làm lại đi. Ok, chú sư anh làm lại cho em nha.
Ombre có làm fill được không anh? Làm được chứ em. Tùy theo, nếu mà khách tiếp tục làm fill thì em làm fill xuống thôi. À, bây giờ lấy một, em lấy màu màu đó này. OM15B nè. Kéo xuống này thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó. Mấy bạn làm như thế này thì cái đường line chắc nó không có bị cái đường line nữa. Mấy bạn hiểu chưa? Morgan và em gì đó, em đã hiểu chưa? Những em sợ đường line thì bây giờ mấy em làm kiểu này đi thì sẽ không bị đường line nữa. Đó. Kéo xuống này. Mấy em thấy không? Đó. Hello Nam Lê. Em khỏe không? Em lấy màu, em lấy làm màu trắng hết mẫu hạ sư phụ. Đúng rồi đó em. Em làm hết cho anh một màu đi. Hello Thúy em. Tại vì lý do này, cái đường line này anh chỉ cho mấy em coi này. Có nhiều em làm như thế này đâm ra nó bị đường line này. Ok, lý do là đường line là như thế này. Mấy em coi rõ nha. Hôm nay học gì vậy? Hôm nay học theo yêu cầu màu trắng hồng làm ombre, làm đủ hết. Mấy em làm đây này. Kiểu nó mới đó Nam Lê ơi. Nè mấy em làm là bị line, là mấy em đắp chỗ này bị dày quá này. Đó, mấy em hiểu chưa? Cục này nó dính à. Đắp nó dày quá. Bạn coi lại nha. Đây này, ngay chỗ này này. Mấy bạn để cục này ngay chỗ này dày quá. Đó, thì mấy bạn làm như thế này. Rồi mấy bạn làm fan. Lý do cục bột của mấy bạn nó khô nhanh quá. Thì mấy bạn chưa có gì hết thì cục bột ở ngay đây nó như thế này. À, thấy chưa? Nè mấy bạn làm như vậy sẽ đừng bị đường line nè. Hello Thu em. Mộng Thu. Nếu không khéo thì bị dày trong cuticle. Đó, em đừng, em làm nó mỏng như tờ giấy vậy đó. Không có sao mà, đâu có sao mà dày được em. Đúng không? Nè bây giờ mấy bạn thấy nè, cái đường line này này, mình đắp không khéo là sẽ thấy cái đường line trắng. Màu OM18B đúng không? Cũng đẹp lắm. Anh dạy em làm marble pink and white hả? Ok, chút xíu anh làm cho. Dạ không, bây giờ nè, bây giờ mấy bạn coi này, mình lấy bột hồng nha. Bạn thấy bột hồng nè. Thấy chưa? Bạn thấy bột hồng, mấy bạn làm xuống này, thấy chưa? Đó. Thì mấy bạn thấy cái đường line không? Bạn thấy đường line không? À, bây giờ mình làm thêm cục nữa nha. Nè, cục nữa nè. Đó. Nè nhìn kỹ nha. Kéo ombre xuống nè. Vẫn thấy đường line nữa nè, mấy bạn thấy chưa? Nhìn kỹ là thêm vẫn thấy đường line không? Các bạn nhìn kỹ mấy bạn vẫn thấy đường line nè, thấy chưa? Tại vì cái cục trắng của mấy bạn làm bị dày quá ngay cái chỗ đó. Vicky hả, em đi đâu vậy? Nè mấy bạn thấy chưa? Thấy cái đường line không? Đâm ra là thấy cái đường line rõ ràng luôn. Em đi làm công việc hả? Ok em. Hẹn em nói chuyện em sau. Nè mấy bạn thấy không? Đâm ra. Nè thêm cục nữa này. Anh làm thêm cục nữa nha. Cục thứ ba nha. Để anh coi như thế nào nè. Mấy bạn coi này. Thấy chưa? Đi lót gạch à, giỏi quá vậy ta. Nè. Đó. Cái này mình bị như vậy thì ngay chỗ này nó dày quá. Mấy bạn nhìn kỹ nè. Mấy bạn thấy chỗ này nó dày không? Cái cục bột ngay chỗ này nó dày quá không? Thấy nó dày chưa? Mà nếu mà vúa đi thì vẫn thấy cái line ở trên đây. Ok em. Have a good day nha. If you haven't done the third at yet, you see Chica? That's why I'm saying that if you have your line here, it will be too thick. And you still be able to show the line if you're gonna file it now.
You see, that is the mistake a lot of people make when they do ombre. They still be able to see the line because what happened is it's too thick. Okay, now a new way I want to show you guys. Ok, bây giờ mình sẽ làm OM18B này. Màu này Vicky nãy nói thích này. Đúng không? Okay, OM18B đây, màu này đậm hơn này. Thì bây giờ mấy bạn coi này. Mấy bạn chú ý ha. Mình sẽ làm như thế này. Ok, I'm gonna show you. You're gonna make this here. I'm gonna place it 99% the white up here. Ok. If you do this, you cannot see the line anymore. If you are, because what happened if you are not professional? Okay. Cái gì thế em? Nè, các bạn thấy không? If you guys are not professional, if you are not really good at doing ombre, I hope this technique will help you. Because I am doing it, I'm gonna show you why. Okay, now you guys could see the contour I have is still the same. See how they are? There's no bumpy. But if you look over here, you could see it's very faded here. It's very little. Em nghe gì đó lạ lạ là sao? Ok. It's very very thin here. It's nothing here. But mostly the product started from here. About 3/3 of the nails. So if you do it this way. Ok. Làm kiểu này nó dễ hơn em. Mấy bạn thấy không, những đây là anh cố tình anh tìm ra những cái cách làm sao để cho những bạn mới vào nghề, mấy bạn làm cho nó khỏe. Để ngay bột ngay đây này, kéo xuống này, thấy chưa? Tại vì anh thấy có nhiều bạn làm quá mà làm không có đẹp, đâm ra anh tìm cách anh làm sao để anh hướng dẫn cho mấy em làm, mấy em thấy nó dễ dàng hơn, hiểu không? Kéo xuống này, thấy giờ đó, không bao giờ mà bị line hết á. Các bạn hiểu chưa? Nè, không bao giờ bị line hết. Nhìn kỹ này, làm sao có line được? Tại vì cái màu trắng nó từ trên đây nó chạy xuống dưới đây rồi. Anh thua là bây giờ mấy em blend làm sao cho thằng này nó xuống đều thôi. Thì làm như vậy thì các bạn không bao giờ line hết. Mấy bạn nhìn kỹ lại nè. You guys see, here are not thick at all. You guys see it's right here, it's not thick at all. It's coming down nice and the contour is coming down nicely. Okay guys. Yeah Tim, I am in Orlando, Florida, yeah. Đúng rồi, em đi sát critical cho anh. Nghe Morgan, em tập lại cái đó nha. Bây giờ anh lấy cái màu khác anh làm cho em coi nè. Anh lấy cái màu này đi ha. Anh lấy cái màu 71 là cái màu coi như là khó lời nhé. 36 cũng được nè. 71 này. Đây là những cái màu mà như đây là những cái màu nude nha. Nè mấy bạn coi đây. Okay, you guys watch here. Đẹp quá, sư phụ em làm thấy không? Khoa, em thấy Khoa dễ làm lắm em. Đúng rồi, không có tràn đầy ha. Em nhớ là như thế này này, em nhớ làm như thế này này mà em gì ơi, em Jaslyn ơi. Em làm thật mỏng cho anh thôi. Làm color, em muốn làm color. Ok, để anh làm color cho em coi. Cũng vậy thôi, nó giống nhau lắm. Nè mấy bạn coi lại này, anh lấy cái màu trắng tiếp tục này nha. Why, ok. Thả ra đây nè. Ok. Em đập ngay chỗ này thật mỏng cho anh. Hiểu chưa?
Đó. Kiểu này nó sẽ giúp cho mấy em làm lại làm dễ làm lắm. Ok. Ngay chỗ này thật là mỏng là thấy chưa? Nhưng mà thực sự ra nó là cái màu trắng nó làm cho nó ấy vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra ngay chỗ này đâu có bột dày đâu, nó không có bột nhiều. Em hiểu chưa? Nè coi nè. Thấy không? Các bạn nhìn kỹ nè. Mấy bạn làm như thế này thì làm sao mà thấy cái line được? Nó đâu có line đâu mà thấy. Mấy bạn hiểu chưa? Nè bây giờ mình làm cái solid 71 nè. Hạ cái bột nè. Kéo xuống. Thấy không? Thấy chưa? Nè mấy bạn coi lại nhé. Nè, cục bột nè. Mỏng này ha. Kéo xuống cho đều này ha. Đó, thấy chưa? Đó, thấy không? Mấy em thấy sao? Khoa em thấy sao? Thấy không? Rất là dễ làm, nó sẽ không bị. Ok. Bây giờ em nói em muốn coi màu màu coi màu không được đúng không? Ok, anh sẽ làm màu cho em coi. Dạ Thiên, anh đang dùng cái cọ là number 10, you see? Chisel. Chisel by by David Hoàng ha. Đó, mà nhìn kỹ lại này, sao cái camera này nó không có focus được. Ok. Đó, đó là cái này là cái chisel đó, cái cọ đó. Nó không có focus được, mệt quá. Ok. Ok, that's the number 10 brush, ok em. Dạ thêm. Dễ làm và nhìn đẹp. Ừ đúng rồi đó Vicky ơi. Thấy không? Thấy thấy làm rất dễ làm lắm. Không cần bỏ clear lên hả anh? Thì sự ra em muốn bỏ cũng được, nhưng mà em nên bỏ để dũa cho nó an toàn hơn. Đúng là theo cách thì em nên bỏ để em dũa cho nó khỏe nha, chứ không thôi là em không ấy được. Em có em hỏi anh muốn làm cái marble marble pink and white trắng hồng ha. Ok, chờ anh chút xíu. Anh sẽ lấy cái màu này anh làm marble cho em coi đây. Anh có anh bán đủ size Morgan ơi, anh chỉ có 10 và tới 16 thôi nha, anh không có nhiều size lắm. Anh chỉ có 4 size à. Ok. Bây giờ mình làm marble cho mấy bạn coi nha. Đây. Cái cách marble trắng hồng dễ lắm. Các bạn coi này. Đắp cái bột trắng lên trước. Ok. Đó, mấy bạn đắp bột trắng lên trước ha. Đúng là kiểu này đẹp đẹp và dễ lắm em ơi. Nhớ không? Về về nhà thử đi nha Thủy Tiên. Nó dễ cho em nhiều lắm. Em không còn bị cái em không còn bị cái line nữa. Ok. Các bạn thấy không? Màu trắng này. Ok mấy bạn chờ nha. Mình lấy cái màu Solid 25 để làm cho mấy bạn coi. Màu này là màu hồng nè. Bạn thấy màu hồng không? Solid 25 nha. Cách này làm đúng rồi, dễ thì là dễ luôn nha em. Là mấy em coi này, màu em lấy cái màu này nè. Ok, em làm cái màu này hai cái này. Em để nó lên này, mấy em coi này. Thấy không? Mấy em thấy làm marble không? Tại vì trắng nó có sẵn ở dưới rồi. Ok. Em chỉ cần lấy hai cái màu này em bỏ ở đây thôi. Để nó lên nè. Ok.
Rồi sau đó em bỏ bột clear lên thôi. Rồi em dũa là xong. Đó là marble. Cảm ơn em, cảm ơn em Thúy Tiên. Ok. Bây giờ anh làm cái làm lại chiêu như thế này, nó có hai cái chiêu làm. Bây giờ anh lấy cái này trắng này. Cái em lấy, anh lấy hồng này. Cái anh bỏ lên này. Thấy không? Đó. Em thấy chưa? Trắng nữa nè, hồng nè. Bỏ lên nè. Đó. À, mấy bạn thấy không? Đập, không đập trên mặt. Trắng với hồng, em thấy không? Còn cái này cũng là hồng luôn mà hồng lợt. Nào, không thì anh lấy hai màu hồng này, hồng lợt và hồng đậm này, hồng lợt này nha. Và hồng đậm này, hai màu hồng này. Đó, đẩy lên này. Làm gì làm nó phải có cái màu hồng nó đậm đậm thì nó mới phân biệt ra được, chứ còn không mà hai cái mà nó giống nhau quá nó sẽ không ra được. Em hiểu chưa? Đó. Ombre, nó này là marble ha. Mấy em thấy không? Làm design mà sợi chỉ sơn gel và ok, chờ anh chút xíu anh sẽ làm cho. Nhưng mà để anh cắt cái thằng này qua một bên nữa đó. Anh sẽ làm cái anh sẽ làm cái ombre màu cho em gì cái đó. Em gì nãy nói kêu làm một màu, anh sẽ làm màu cho em coi. Hi Lisa em. Làm gel bằng sợi chỉ đúng không? Ok, chờ anh làm sợi chỉ cho em coi luôn. Ha. Chờ anh chút. Nè. Ok. Để anh lấy cặp màu ra anh làm cho em coi nha. Đây. Bây giờ cặp màu này OM5A và OM5B. Mấy bạn thấy không? Mình sẽ làm hai kiểu. Một kiểu là mấy bạn làm sẽ bị thấy cái đường line. Một kiểu mấy bạn làm là sẽ không thấy cái đường line. Mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn làm hai kiểu nha. Mấy bạn chờ nha. Đáng nhẽ là tháng 8 anh có show đó mà không biết bây giờ sao đó. Đáng nhẽ là tháng 8 anh có show bên đó đó. Mà cuối cùng nó bị tùm lum hết rồi, anh giờ anh không biết là phải làm thế nào. Yêu anh nhất trên đời nha, cảm ơn em. Đây, em coi nè. Bây giờ anh làm hai màu ha. Nè mấy bạn coi kỹ nha. Cái kiểu này là mấy bạn hay bị cái problem là bị thấy line này, mấy bạn nhìn kỹ ha. Tại sao mấy bạn bị thấy line nè? Bạn nhìn coi nè. Mấy bạn đắp bột nè. Mấy bạn để như thế này. Thấy không? Rồi mấy bạn kéo xuống, mấy bạn làm ombre. À, mấy bạn làm ombre theo kiểu này. Ha. Đây. Đây là kiểu ombre của những người bị lỗi đây. Thank you anh nhiều lắm, tiệm em mở cửa được 2 năm. Mua màu của Chiso làm thích quá. Em giới thiệu hơn 10 người bạn mua bột Chiso rồi đó. Oh wow, vậy đó hả? Thịnh Vũ, cảm ơn em nhiều nha. Nghe em nói thích rất là dễ thương. Hello hân em. Nè bây giờ mấy bạn nhìn nè, màu thứ hai nè. Ok, mấy bạn nhìn kỹ nha. Đây là cái lỗi của rất là nhiều người khi làm ombre. Anh ơi, làm press on nên đắp bột hay sơn gel? Làm press on thì em nên sơn gel đi, làm press on không đắp bột được đâu, em đắp bột nó cũng bung ra hết à. Mà tại sao em phải làm press on? Nè, của bột thứ hai nha. Các bạn coi đây.
dày lên nha. Ráng làm cho nó dày lên. Ok. Dày u nguyên cục luôn á. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn kỹ lại nha, để David làm cho thật đều ngay dưới này nha, cho thành ombre cái đó. Ok. Nè. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại nè, mấy bạn thấy lỗi của mấy bạn chưa? Mấy bạn thấy lỗi của mấy bạn chưa? Nè, vẫn thấy cái line luôn. Anh dùng màu trắng Super White, nó tên là Super White nha. Chờ anh chút để anh lật ngược lại cho em coi. Nè, màu trắng nó tên là Super White ha. Em thấy không? Coi nè, cái tay của anh năm trước, anh lấy cái tay của anh ra, anh dợt cho mấy em coi nè, thấy không? Anh đi chài cá, anh đi làm đủ vừa, nó làm tùm lum hết nè. Vẫn còn ngon lành, thấy không? Mấy bạn thấy lỗi của mình chưa? Nè, thấy cục bột rõ ràng luôn là ngay đây nè. Là bị cái line rõ ràng đúng không? Hello Mỹ Linh em. Nè, thấy không? Bây giờ là cái phiên bản lỗi nè. Bây giờ mình sẽ đánh dăng cái lỗi này. Mấy bạn theo dõi nha. Mấy bạn theo dõi mình đánh dăng cái lỗi đó cho mấy bạn coi. Đây. Dày như cái bánh ú luôn nhưng mà thấy đường đúng rồi đó, chính xác đó em. Không sai một chút nào luôn. Giờ mấy bạn coi lại nha. Đây. Thật là mỏng này. Đập thật là mỏng trên đây luôn. Bạn thấy không? Nhớ làm sao cho chỗ này nó có thiệt là đều nè. Màu này. Ok, mấy bạn coi theo dõi nha. Đó. Ôm nó vô ha. Ok. Thịt là mỏng đó nha. Kéo nhẹ đây nè. Giữ cho nó đường chút xíu. Nice and thin, okay guys, right here. It's so nice and it's so thin. Okay. Này, như mấy bạn nhìn kỹ lại này nha. Mấy bạn thấy không? Cái đường cong này vẫn còn nguyên, không thay đổi. Nhìn nè. Đi sát vào. Đây là cho những cái màu khó này. Cho những bạn làm chưa giỏi này, bạn đi theo cái kiểu này dễ làm hơn nhiều. Cục bột này nha. Thấy chưa? Để ngay đây. Để yên đó ha. Ôm nó lại này. Kéo xuống. Đó. Mấy bạn thấy chưa? Ok, cục bột thứ hai nha. Để lên nè. Sát vào cái đi cổ nè. Kéo xuống nè. Cho nó ăn sâu xuống nè. Để ombre nó chạy ra đều nè, thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Cái màu này là màu OM5A. Nè, các bạn thấy chỗ này nó còn chút xíu nè. Cái thả của bột nhỏ ra đây nè. Còn yên, nằm yên nha. Dạ, ombre tùm lum hết. Hứa Minh Cường ơi, ngày hôm nay là anh làm từ sáng giờ anh làm 2-3 kiểu. Đi là ai, ngày hôm nay là ai thích học cái gì anh hướng dẫn cái đó. Ombre, rồi làm trắng hồng, rồi làm, mấy bạn nhìn lại được thấy không? Ombre nè, trắng hồng nè. Rồi bây giờ mấy bạn coi là mình đắp cái màu, mình lấy cái màu này mình làm theo kiểu fan cho mấy bạn coi nha. Bạn thấy nè, cái cọ nhỏ số 10 đúng không? Nè, ha, nhẹ nhàng. Và mấy bạn lấy cái bột nè. Thấy
thấm xuống miếng giấy một chút xíu để có bột lên đứng lên. Sau đó mấy bạn đẩy nó lên nè. Ok, đẩy lên nè. Các bạn đẩy lên nè. Thấy không? Rồi đó, ok. Lấy nó vào nè. Bột nó hơi bị rang chút. Ôm nó vô nè, thấy không? Nhẹ nhàng nè, thấy không? Sau đó mình mới đập này. Các bạn thấy kéo xuống không? À, mấy bạn thấy đập không? Đập để làm gì? Để cho cái bột nó chạy đều ra. À, mấy bạn thấy chưa? Kéo nó xuống nè, cái đầu mỏng xuống nè. Hello Dana, Dana, mấy bạn đẩy lên nè. Thấy chưa? Dễ dàng không? Đó. Con đường thiệt là cong cong quẹo quẹo, thấy không? Đó, mấy bạn thấy không? Hello, mấy bạn mới vào, mấy bạn khỏe không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Mấy anh chị với em thấy không? Nè, để anh làm cái màu, để anh làm cái màu đỏ cho mấy em coi nha. Ô em làm à đây. Đây. À, màu đỏ đâu? Mình lấy màu đỏ ra mình làm cho mấy bạn coi. Đây này, màu đỏ này, mấy bạn nhìn nha. Tích tắc luôn. Bữa giờ em đi làm Instacart shop mua đồ cho khách ở Frozen Michigan chắc hết năm. Vậy đó hả? Ủa em làm gì hay vậy ta? Anh ơi làm nail bên Flora có xin có rẻ xin việc không? Ô, đầy việc luôn Tố Châu ơi. Em cần thì em liên lạc cho anh giới thiệu cho em nhiều việc, bên đây việc làm nhiều lắm. Đầy hết á, tiểu bang nào cũng vậy hết nha. Tố Châu, cái số điện thoại của anh là 407-455-3129 nha. Thì anh có chỗ ai ấy thì anh giới thiệu cho em. Hello Trúc Nguyễn. Các bạn coi lại này, cái màu đỏ nè. Này bỏ lên nè. Thấy chưa? Thấy có bột nằm yên không? Này giữ yên nè, đẩy nè. Đẩy qua nè. Ôm vô nè. Rửa cọ nè. Đẩy đường ngay giữa này cho nó thẳng đều nè. Vuốt đi lên nè. Rửa cọ nè. Đẩy đường ngay giữa nè. Vuốt đi lên nè. Rửa cọ nè. Rồi bây giờ đập nó nè. Một. Vừa đập vừa kéo xuống nha. Các bạn thấy không? Ôm vô. Đó, mấy bạn thấy không? Không có gì Tố Châu. À, anh cần thợ không? Em mua qua đó làm cho anh. Ok, em mua qua đây đi. Nha, qua đây đi, anh giới thiệu chỗ em làm. Nè, mấy bạn thấy chưa? Anh thì anh chỉ có xưởng thôi. Nhưng mà thiếu gì người cần việc làm bên đây. Nè mấy bạn thấy chưa? Làm lại nè, làm lại cái fan lại cho mấy bạn coi nè. Nè, cọ nè, xong. Ok, bây giờ mấy bạn đừng có làm cong như vậy, bạn làm ngắn thôi. Ok, mấy bạn làm ngắn giống như là khách nó chỉ có muốn làm ngắn thôi. Rất là dễ. Thì mấy bạn làm ngắn, mấy bạn làm như thế này. Đẩy lên nè. Ok, mấy bạn nhìn kỹ nè. Đè cái bột xuống ngay giữa này. Ok, đẩy hai bên đều này đúng không? Các bạn lên nhẹ nhẹ ngay đây nè, nhấp nhấp lên nè. Thả ra nè. Nhấp nhấp nè, thấy chưa? Thấy nhấp nhấp không? Đó, thấy không? Nhẹ nhẹ này. Đẩy lên nè. Đó. Thả ra nè, giữ cọ ôm lại nè. Thấy chưa? Các bạn nhìn kỹ không? Nè, đẩy nhẹ nè. Easy here.
easy here. So you don't want to do a dramatic smile line. You just want to do a very nice short smile line. And there we go. Short and easy one. Easy money. You like them, Isa? Anh xài liquid gì? Anh đang xài liquid này nè em, chờ anh chút. Nè, liquid này nè. Ok. Nè, anh đổ vô anh xài cho coi nè. Nhìn sao mà cho nó đều. Nhìn sao cho nó đều anh. Yeah, easy money. Nhìn sao cho nó đều hả? Em phải nhìn chứ, em phải biết chứ. Em phải nhìn em biết là từ đây qua bên đây này. Ok, là anh làm lại cho mấy em coi này. Ok, if you're gonna do a nice short one. Do a nice short one này. Ok. Đập cục bột ở ngay giữa này. Thấy chưa? Nhấn cục bột ở ngay giữa cái này, nhấn ngay đây cái này. Đó, thấy nhấn hai bên cho nó đều không? Đẩy lên nè. Nhẹ thôi này, thấy chưa? Đẩy lên nè. Mấy em mới tập, mấy em đừng có làm sâu quá. Mấy em làm ngắn ngắn giống như anh làm. Ok. Sau rồi đó là bây giờ mình sơn cái này. Kéo này. Nè, thấy chưa? Một thùng khoảng, một gallon khoảng chừng 125 đồng một gallon. Nè mấy bạn coi này. Ôm vô này. Thấy chưa? Đó, đẩy lên nè. Mấy bạn thấy không? Ok, hello Loan, chị em khỏe không? Không có cần phải làm sâu quá. Tại vì bây giờ mấy bạn làm cái móng tay mì trắng người ta ngắn. Ngắn ngủ nè. Thì đâu có làm chùa ma được đâu. Có số 10 em. Ok, Hằng ơi, anh chỉ cho em cách như thế này. Nếu mà em làm mà nó bị cái bubble á, thì anh nên làm như thế này. Ok. Thí dụ em làm bị bubble đi đúng không? Em đắp một cục đây nó chảy xuống nó bị bubble đi. Tại vì cái nước em kéo tới nơi nó bị bubble. Thì em sẽ làm như thế này. Em sẽ làm một cái cục hồng nhỏ ở đây. Ok. Em thả ngay đây cho anh. Ok, em ôm nó vô sát như thế này. Em kéo nó xuống này. Đó. Rồi sau đó em lấy cục bột hồng em đi ở trên. Ok. Ở đây. Này, em ôm nó vô cho anh này, thấy không? Đập xuống như vậy, em kéo nó xuống. Đó. Thì em sẽ không bị bubble nữa. Cái đường line này của em sẽ không bị bubble nữa. Em hiểu chưa? Nhớ là đừng lấy một cục hồng ở đây em kéo xuống nó sẽ bị tới đây nó bị khô nó bị bubble. Thì đâm ra em làm một cục ở đây xong, rồi em làm cục thứ hai trên đây là sẽ không bị bubble nữa. Nghe hiểu không Hằng? Làm lại nha, giờ anh làm lại nè. Đây anh làm lại này, anh làm lại đường. Anh làm lại màu đen cho em coi luôn nha. Đây. Đây là màu này, màu đen này, mấy bạn coi màu đen nha. Hello Nguyễn Nga em. Em khỏe không? Nè, this is a black. Ok guys. I'm gonna do a black right now. So you guys, so. Nè. Các bạn nhìn coi lại nha. Slow motion. Ok, slow motion. Ok, wait, ok. Now watch. Make sure the powder blend. Stir them well. Ok guys, nhớ ha. Chờ đó. Cục bột là phải cho nó đều ha. Rồi, chờ nha mấy bạn. Slow motion ha. Đây, chờ đi anh làm slow motion cho em coi luôn. Này, anh làm rất là nhẹ ha. Anh không có làm cong lắm đâu. Nè, mấy bạn coi lại nè. Cục bột nè. Thấy không? Thấm miếng giấy. Để ngay đây. Đẩy nhẹ nè. Ok.
hai bên lên nè, em đẩy lên nè, đi ra nè, giữ thằng này lại nè, kéo lại nè, ok, ôm vô nè, thấy chưa? Bây giờ này clean cọ nè, and then you go from here, hàng kéo nhẹ này, hàng đi nè, very slow motion, clean cọ nè, now pat, 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 pat. Em thấy không Nam Lê, dễ làm lắm em thấy không? Cục bột nè, anh thua này, ôm vô nè, kéo xuống nha, em đẩy cái này lên nè, ok, đó, chùi cọ sạch sẽ nè, cong nè, thấy chưa? Mấy em là như vậy, là nhớ là như vậy này ha, anh chị cho mấy em cái tay của anh như vậy, để ý cái tay này nè, ok, để ý cái tay này, để xa ra cho mấy em để ý cái tay này nè, ok, để ý tay này nha, để ý tay phải này nha, cầm cái cọ này, lúc mà mình làm như vậy đó thì cái này mình vuốt nó xuống như một con dao, đúng không? Các bạn nhìn nè, mấy em nhìn nè, mình để cục bột ngay đây ha, lúc mà anh kéo này, nhìn nhìn thấy thấy cái tay này anh turn không? Các bạn nhìn cái chỗ này là turn nè, này mấy bạn nhìn kỹ nha, bạn thấy David để ngay đây này, David turn nè, turn nè, turn nè, turn nè, thấy không? Thấy turn nè, đi đi lẹ nè, ha, đi chậm nè, turn, mình turn, mình lấy cái tay này này, cái tay này, ngón tay này này, ha, mình đụng vào đây để làm gì? Để mình có cái thế. Thí dụ bây giờ là bàn tay giả nè, ok, mình cầm tay khách nè, ok, mình cầm tay khách này, mấy bạn thấy không nè, mình cầm tay khách này đúng không, đụng vô đây nè, cái thế không, mình giữ nè, mình sẽ đi cong đường cong đây để làm gì nè, hai cái tay đụng nhau nè, không bao giờ ra sơ, không bao giờ rời xa nhau hết, tất cả lúc nào cũng phải dính vào nhau. Các bạn nhìn kỹ nè, thấy chưa? Hai cái này dính vào nhau nè, thấy chưa? Thấy dính không? Đó. Không bao giờ xa cách nha. Lúc nào cũng dính dính vào với nhau như vậy nè. Đi một đường cong. Cong đây hết. Một vòng cong, cong hết. Cong, cong đi lên. Và buông ra. Hiểu chưa? Mấy bạn hiểu rõ không? Giờ làm lại nè. Làm lại cho mấy bạn coi nha. Nhìn kỹ nha. Em đi lên nhìn kỹ nha em. Đây, để anh làm, để anh coi này, anh làm này, màu đỏ này, màu đen này, ok. Coi nè, đẩy lên nè, đẩy lên nè, ôm vô nè, ôm vô nè, đó, thấy không? Bên anh á, bên anh cũng chưa biết luôn em ơi, Florida này chưa có cho lệnh nữa. Anh cũng chưa biết là khi nào mở cửa lại nữa. Rầu lắm đây nè. Các bạn thấy chưa? Andy, em thấy không? Dạy qua kỹ luôn anh, nhiệt tình thành không Mỹ Linh tối, em thấy không anh dạy đó? Nè, em nhìn kỹ không? Anh làm marble cho em coi nè nha. Anh làm marble trắng hồng đây này. Mấy em coi marble nha, trắng và pink, marble trắng và pink French nha. Nè mấy em đã, mấy em đã học cái này chưa nè. Cái này hay nè, trắng nè, cái super white, ok. Coi này, super white nè.
Coi lại nữa nha, super white. Pink. Ok, để lên nè. Máy nè. Ok, đẩy vô nè. Ôm vô nè. Kéo vô nè. Đường cong nè. Đi lên ra nè. Ok. Rửa cọ nè. Đường cong nè. Đi nè. Ok. Rửa cọ nè. Ôm nhẹ vô nè. Đó. Đẩy lên. Ok. Đẩy lên. Rửa cọ nè. Đi cho nó gọi là đi theo nè. Đó, thấy đi theo là nhấn nhấn không cho nó đều nè, thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Cong lên nè, chui cọ nè. Từ trong đây nè, đi ra và đi lên. Đó. Marble French. Đẹp Thủy Tiên em thích không? Đó, thấy không? Em thấy không? Morgan, em hiểu chưa? Giờ ombre nha, đỏ đen nha. Ok, làm đen trước ha. Morgan, em coi lại cái chỗ này nè. Ok. Ombre nè. Màu đen nè. Ok, em thả cái bột đen ở trên này nha. Em đập cho nó thật mỏng cho anh là ngay đây. Cho nó đều vào. Nhưng mà nó ít bột thôi, anh không có cần nhiều. Tại vì ngay chỗ đó mà em làm nhiều là nó sẽ bị cái ranh giới, nó bị dày quá, nó không có đẹp. Em hiểu chưa? Em kéo xuống cho anh. Ôm vô nè, thấy không? Kéo vô nè, thấy không? Đó. Nhẹ nè. Thấy không? Em thích không? Thích bữa nào làm cho bộ nhúng bộ hay đắp bột thích hơn anh? Đắp bột ngon hơn nhiều, nhúng đâu có vui đâu. Nhúng thì nó đúng ra là kiếm tiền dễ dàng nhưng mà nó không có thích. Đắp bột thích hơn. Nào bây giờ mình lấy màu đỏ nha mấy bạn. Mấy bạn có màu đỏ nè. Nghe cuticle ha. Kéo xuống. Như vậy là em không bao giờ bị Morgan ơi, em không bao giờ bị like nữa. Hiểu không? Thấy chưa? Ombre. À, Popka, em xem chạy xuống ABC hoặc là Sunny. Hai chỗ đều có bán hết đó nha. Orlando đó, Hà My ơi. Nghe không Hà My? ABC Nail Supply có bán và Sunny Nail Supply cũng có bán luôn. Hai supply bán hết. Nha, ngay khu chợ Việt Nam, ngay Sài Gòn đó. Nghe không em? Rồi, thấy không mấy bạn thấy chưa? Nè, làm French lại nữa nè. Làm French đường cong nha. Này, đường French đường cong nè. Mấy em coi nè, đường cong nè. Ok, đây là đường cong thì là cong nè. Đập bột lên này, mấy bạn thấy chưa? Cong thì mình đẩy nó lên cao thôi. Này, đẩy nó lên nè. Có những bạn là làm thích đường cong thì là cong. Thì bạn làm theo kiểu này. Thấy không? Đập xuống nha, kéo xuống nè. Cho nó ôm lại đi, cho nó đều lại đi. Ok. Rồi, chùi cọ sạch sẽ ha. Đẩy đây nè.
Thấy không? Đấy đây này. Miami có luôn. Miami thì có Miami Nail Supply rồi có nhiều lắm. Rồi có gì đó có mấy tiệm kế nhau luôn. Ombre đảo chiều hả? Đảo chiều là sao? Màu đỏ này là OM23A. Màu đỏ là OM23A. Nè, làm lại này, làm lại ngắn nè. Đừng ngắn, lúc nãy là dài đúng không? Bây giờ ngắn nè. Ngắn là bây giờ mấy em đừng tập đường dài giống như anh, mấy em làm ngắn nè. Để nhẹ này. Mấy em để lên nè. Nhẹ vô này, thấy không? Ngay góc này. Ngay góc này. Ôm vô nè. Thấy chưa? Chưa gì mà đã trở thành line rồi nè, con này kéo nhẹ xuống này. Đó, thấy không? Rồi sau đó này, cắt ngay ngay đây. Nè, kéo nhẹ thôi nè. Đó, thấy không? Bột này dùng liquid thường low smell được không anh? Được em, nhưng mà nó khô hơi nhanh. Anh phải nhanh tay mới được. Đắp hết móng luôn đi anh. Đối với làm móng phen là sao em? Đắp hết móng hả? Thì nó cũng giống nhau thôi. Em hiểu không? Rồi. Bây giờ hôm nay sao bị đau lưng quá ta? Hôm qua chạy dữ quá, hôm nay bị đau lưng à. Ngồi thẳng lên mới được. Ow. Anh đắp hết móng luôn hả? Đắp hết móng là sao? Làm hết luôn là cũng giống nhau thôi. Đây này, giờ anh làm cho em coi này. Anh làm đỏ đen cho em coi này nha, ok. Ok, đen nè. Đẩy cục bột lên ha. Ok, đẩy lên nè. Thấy chưa? Ôm vô này ha. Đó, thấy chưa? Chui cọ nè. Chui cọ sạch sẽ nè. Vuốt vô nè. Ok. Thấy không? Ôm vô thấy không? Anh chưa có làm gì hết mà cái đường small line nó ra perfect rồi. Nè. Ôm nó vô nè thấy không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Rồi bây giờ là mình mới clean cọ nè. Mình mới chui vô, mình mới clean bên trong chút nè. Nhưng mà thì sự ra đâu có gì để clean đâu, nó perfect rồi. Mình đẩy cái nó tới nơi rồi. Đúng không? Bây giờ là cục bột nè, đỏ nè. Các bạn chú ý nha. Cục bột đỏ đây nè. Thả ngay đây nè. Thấy chưa? Đẩy nó lên nè. Ok. Đừng để nó chui qua nhiều quá, nó sẽ bị bleed. Ok. Phát nó lên lại đi. Tại vì ở dưới này nó nhiều quá, nó dính vô đây sẽ bị bleed nè. Các bạn thấy chưa? Ôm nó vô nè. Bộ nó hơi to ha. Vì sao mình phải lấy nhỏ lại chút xíu nữa. Thấy không? Làm cách này 10 móng đều không ai y chang nhau rồi, có gì đâu, không khác nhau chút nào. Cục bột thứ hai nè. Đẹp không Nam Lê? Nè mấy bạn coi nè, sát vô nè. Nhẹ xuống nè. Đó. Nè mấy bạn nhìn nè.
Pink and white. Freehand. Làm lại nha. Làm lại cho mấy bạn coi lại nha. Coi kỹ lại nha. Nè, đỏ đen lại nè. Thấy cục bột này hang đưa lên nè. Ok. Để lên nè. Đẩy nè, liên cọ ha, đẩy nè. Đẩy cục bột lên trên nè. Đẩy nó lên nè. Lên tới trên nè, thấy không? Qua bên đây nè. Đẩy nó tiếp tục nè. Thấy không? Cho lên xíu nữa rồi, ok. Ha, chui cọ sạch sẽ nè. Ôm nó vô nè ha. Ôm nó vô nè. Rồi, đẩy nó xuống nè. Ok. Kéo nó xuống nè thấy không? Thấy chưa? Cho nó đều, tại vì khúc này là mình cần khúc này nè, khúc này nè, khúc đường cong này mình đây để cho nó đều nè. Ok. Mà mình vẫn giữ cái độ cao ha. Rồi bây giờ mình để cái qua lên này clean up. Ok. Vô đây nè. Cong không? Thật là cong, thật là đều lên. Đó. Ok. Các bạn thấy chưa? Ok. Now. Làm vậy xong là sơn bóng còn hai đắp thêm nữa không anh? Làm vậy xong là sơn bóng hai còn đắp lên nữa. Không đắp đi nữa em. Em làm vậy xong rồi em vuốt rồi em sơn thôi, đắp đâu đắp gì nữa đâu, xong rồi, không đắp gì nữa nha. Các cầu thủ đều nói anh là cầu thủ của Pink White Freehand. Nè. Mấy bạn coi lại nè. Nhỏ nè. Thả đây nè. Đó, mấy bạn thấy đây nó chạy không? Đó, thấy nó chạy không? Thấy nó chạy không? Đó, mặc kệ nó đi nha. Ok. Nó làm như vậy đó là mình không bao giờ mình bị bubble, mình không bao giờ bị bubble hết á. Các bạn biết không? The first time I saw you do like that. Oh yeah. Thích không em? Dễ ha. Tập đi em. Nhưng mà đừng có làm cong quá, anh là em làm mỏng thôi. Nè, làm lại cục bột thứ hai nè. Ok. Kéo xuống nè. Thấy không? Nè mấy bạn thấy chưa? Ôm vô nè, thấy không? Rồi sau đó mình vuốt trên mặt đi, rồi mình buffer thôi, rồi mình sơn thôi. Mấy em hiểu chưa? Đó. Ơi.